sáng sớm, 6 giờ sáng, con đã đánh bay cái đất xung quanh, mà cây vẫn còn chắc lắm, chưa lung lay gì cả. Như cái bệ này nó còn nguyên ôm, bây giờ phải đứng đục từng tí bóc đi. Cưa kéo sắc thì được, nhưng mà toàn đồ đi mượn, không được chuyên nghiệp. Đấy, thì vẫn phải làm thôi. Đấy, hôm qua nhìn thấy các bác này, nó ngày xưa là ông trồng rồi nên đất trộn với khá là nhiều cát, nó rất khô, tưới không có tí nước gì cả, mặc dù vẫn thi thoảng tưới. Đấy, này là tầm gần chục củ, là các bác thích thì cứ ra lên đường nhé. Đẹp lắm, đẹp lắm. Gì đây, dậy sớm thế? Đấy, bây giờ mới kiếm cái chỗ để treo cái camera lên cao quay, vì không mang cái vật giá về, không xác định, không mang cái gì về mà về chơi rồi. Thấy cây làm thì bây giờ mới muốn quay lại thì treo cái camera lên, mà đang tìm cái chỗ treo đây để các bác xem triển khai với câu cá nó như thế nào các bác nhé. Đây, nguyên bản là thì em sẽ cắt cái rễ này đi và bóc bớt những cái vách này sửa ra đi, lối rắm để bỏ cái đất cũ đi, xong rồi thay đất mới. Thì nó phun rễ, cái mùa này phun rễ thì sau khoảng tuần là nó phun rễ ngay, khi mà xong thì cắt. Đó, nhưng mà nó bệt dính này, không có đồ rất khó làm, vẫn phải làm thôi.
Úi dồi, vừa mới cởi được cái áo ra, cởi chân. Cởi chân làm quá thì cắt cái bệ ly vất quá chứ đã làm được gì được, chỉ mới cắt đi. Đây, nguyên cái mảng với dẫn lấy nậu đây này. Đấy, này. Đấy, bây giờ bệt dính nhất này là đi bán được rồi. Nếu mà mang ra chợ cho đi chở cái xe là cứ thế đi bán thôi. Lên Hà Nội. Đấy, nhưng mà giờ đang đi ở trầu. Nhắc lại em bác Nam Thiện Chí thì đến là múc nhé. Nhà bố vợ rẻ béo quê hương Đông Hưng Thái Bình. Đông Hưng Thái Bình các bác nhé. Đấy, các bác Nam Định Thái Bình nào đến đây thì hợp lý quá. Đây, tí tôi sẽ bỏ cái chỗ này. Nhưng mà để kê đã cho cao lên này, tí còn lấy cái chỗ đục. Dễ đây. Ôi giời, vật lắm. Đấy, vẫn còn nặng lắm. Đấy, vì sao mà còn chưa thu hết cỡ cái này thì tí nó còn quăng quật, còn chống cái đầu xuống, quét hết đầu. Đấy. Rồi, đây cũng là phương án dự phòng nữa. Còn cắt thì nhanh thôi, cắt chuẩn thì mới khó. Lại tiếp tục các bạn bóc một cái bệ để biết được cho nó mỏng nhé. Đã được 3 tiếng đồng hồ rồi. Ôi giời, vất quá. Sai cổng à?
quần đây này. Ai biết ra quần đây? Không có đồ của cụ thì chịu. Nó cái máy cả cái. Dạ. Máy gì cụ? Bơm. Bơm. Chẳng phải có nước à? Thì xem có nước. Chúng nó không lên được. Không có điện à? Có điện. Không ý là không vào điện. Có vào điện cái à? Thì nó là cạn nước rồi. Cạn nước. Nãy tại để làm chập cái thích thì rơi mẹ ao à, nhưng mà giờ ta đau rồi chờ tí. Mất thời gian này là đi mua dây về xong rồi. Nên ngoằn dây vừa lắm rồi. Chờ cho tí cho sao. Một miếng to to. Lại phải tận rừng tiếp. Và gia tài còn lại bao nhiêu đây? Chưa triệt để nhau một đồ làm đau tay quá. Phòng hết tay à? Phòng hết tay. Máu mê đấy. Thế thì tí nữa sẽ thu cốt lại, nhưng mà đây thu cái chi cảnh lại, nhưng mà bệ thì làm tặng chưa cô được lại nhưng mà. Phần trên này là nó gọn gàng rồi. Đây. Bao nhiêu năm tháng đây? Bao nhiêu năm tháng đây? Chậu độ gần 2 mét. Đấy. Thì bây giờ thu
Thu ngắn lại rồi. Ngắn lại rồi. Đồ nó không có đục kẹo, rất là mệt. Bây giờ mệt dính, bỏ dính này. Đây, mặt này mặt chính này. Mặt chính này. Đấy, thấy không? Vâng, thấy không? Chính nhá. Thế bây giờ là thu. Thu chi cành lại. Cái máy được cái camera. Ức thật. Thank you.
Vâng. Địa xanh, địa trắng. Cái này thì tuổi tác thì không biết bàn các bác nhé. Thì mặt chính của nó đây. Qua bệ nó rộng đến đây cơ, nhưng mà hơi bóc nó đi lấy lại cái bệ mới. Hôm trước định thu ngắn này. Thu ngắn đến tận cành này đến tận đây này. Cành này đến tận đây bỏ đi này. Cái sau này thì bỏ đi này. Đến thấp xuống tận cái chỗ cong cong này. Đấy. Bên này thì thấp xuống đây, đến đây. Đấy, nhưng mà không nên. Vì sau nó vẫn là cái form này thôi. Không nên cố giữ lại cái khung này, thu ngắn lại. Đấy, bác ạ. Đấy. Mặt kia là mặt chính thì đúng rồi. Từ trên xuống các bác. Đây, mặt chính đây. Hôm trước các bác xem là nó mặt này. Mặt này chính đây. Cốt cán này. Bệ viết cốt cán mặt này hay hơn. Đấy, chỉ định thu ngắn đến đây này. Cái này bỏ đi rồi, thu đến đây. Cành này thì cành này tính là định là ngắn nữa. Nhưng mà thôi, nếu mà mình giữ lại cái ngọn này thì phải để nó rộng như vậy. Mình cho bên sau đây. Sau chưa chút đấy định cắt bỏ lên đây kìa. Chỉ chơi ba vai mà một cái đỡ ở đấy thôi. Không phải ba vai mà ý là hai tay một ngọn và một cái đỡ ở sau. Nhưng mà nó không hợp lý lắm. Bởi phí, rất phí cái đoạn già này. Thì mình cố gắng giữ lại cái cốt và cái vách thì rất là nhiều thời gian nó mới được như vậy. Và cái form của nó cũng đang là ổn. Đấy các bác. Thế kìa. Rất thích nhé. Tôi sẽ nhấc nó lên cái ao này. Ao này dọn bỏ đất rồi. Để trồng lại thì tương lai sáng. Bởi vì cái mùa này làm vệ với cắt cây sướng lắm. Nó phun dễ, phun lộc ra nhanh lắm. Cực kỳ thích luôn. Vệ cực kỳ đẹp. Để tôi nhấc này cho các bác. Vừa đôn cái đế lên tí để các bác quay cho các bác nhấc chậu này nhé các bác. Trước đây thì các bác có thấy là cắt bỏ rất nhiều vệ. Ui, mệt. Mệt mà đến nỗi là cái tay bây giờ run. Tay run không cầm chắc nữa. Thì vừa mới nói vui là bảo là làm cây to á, thì cũng chả khác nào lấy được con vợ nó to. Đánh vật của nó rất là mệt. Phải cố đấy các bác. Cái gì thì nó có sức khỏe mà. Đấy. Thì giữ lại cái form này là hợp lý. Là rất hợp lý. Ok các bác, đúng không? Có cái phông đằng sau nữa thì các bác nhìn sẽ ok. Đấy, cho vào đây. Sau cái mùa này bệ dễ tự phun này, phê luôn. Cây tốt luôn. Ok đẹp. Đúng không các bác? Đẹp. Già, địa y xanh, địa trắng. Già. Khô rồi. Làng này. Nó làng này. Đấy. Vâng nhé. Sau là thôi, để phần ông ngoại, tức là bố vợ chồng thôi. Chứ tôi thì tí thì lên Hà Nội rồi. Mệt lắm. Mệt, không tiếp tục được. Để phần ông thôi. Cây này mà kết bệ đã cắt được đâu. Đấy, chỉ việc cắt đây bây giờ nó như này. Chậm rồi không ai bón. Ông tưới thì toàn như thế. Thì hy vọng là cái cây này làm cái động lực cho ông được. Ông ấy cố gắng làm cái tiếp theo. Ông chán sau cái thời bỏ qua cái thời suốt cây là ông chán. Đó nha. Đẹp đúng không? Trồng những cái các bác tưởng tượng. Trồng những cái trải cái đây. Đất tiếp đẹp. Chúc mừng bố vợ.